Niệm Phật trừ bệnh khó chữa. Từ Úy Như cư sĩ, người Hải Diêm, tỉnh Chiết Giang, xuất thân trong gia đình học Phật, về sau chuyển đến Bắc Kinh, lập ra xưởng khắc kinh tại đây. Bản Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao đầu tiên là do Từ Úy Như khắc in. Từ Úy Như lúc trẻ mắc phải bệnh trĩ nhọt, bệnh thường phát tác, mỗi lần đều đau đớn vô cùng. Ông đã tìm hỏi rất nhiều thầy chuyên trị loại bệnh này, nhưng đều không tìm được cách chữa lành. Có lần Từ Úy Như ra ngoài làm việc, ngồi xe đi đường sốc nảy, cộng thêm mệt mỏi nên sau khi về nhà, bệnh trĩ tái phát. Lần phát bệnh này rất nghiêm trọng, đau thấu tận xương tủy, suốt 7 ngày đêm không thể ăn uống, tính mạng đang rất nguy hiểm. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, trong đầu chợt lóe lên một hình ảnh. Trước đây ông nhớ có lần đọc qua bài văn trong Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm Thập Hồi Hướng, nói đến hết thảy chúng sanh thọ khổ. Bèn y theo bài văn đó mà phát nguyện rồi nhất tâm niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Chẳng bao lâu, Từ Úy Như có thể yên lành mà ngủ. Ngày hôm sau, khi tỉnh dậy, Từ Úy Như phát hiện bệnh trĩ không chữa mà tự khỏi, thân thể không còn khó chịu nữa. Từ đó càng niệm Phật tinh chuyên hơn, sau này cũng không còn phạm lỗi nào. Chuyện niệm Phật của Hoàng Nhất Đại Sư. Hoàng Nhất Đại Sư khi chưa xuất gia, tục danh là Lý Thúc Đồng. Ông là nhà âm nhạc nổi tiếng, cũng là nhà giáo dục mỹ thuật, nhà thư pháp và hoạt động biên hí kịch. Sau khi xuất gia, Hoàng Nhất Đại Sư nỗ lực phục hưng luật tông ở Nam Sơn. Ông được tôn xưng là Tổ sư thứ 11 của luật tông. Ngoài trình độ học luật thâm sâu, là đệ tử xuất gia duy nhất của Ấn Quang Đại Sư. Hoàng Nhất Đại Sư đối với pháp môn tịnh độ cũng có thể hội. Không những tự mình quy hướng tịnh độ mà còn khuyên người niệm Phật. Nam mô A Di Đà Phật.